Vâng, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuyết Tuyết OSA Cuộc Sống Mỹ, nơi Tuyết sống là thành phố San Jose phía Bắc Cali. Ngày hôm nay Tuyết sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn câu chuyện tiền retire, tiền lương hưu của hai cô chú. Vừa qua Tuyết có đi tập thể dục ở trong một cái khu mobile home. Mobile home, mình nói thêm cho quý vị và các bạn ở Việt Nam biết á, mobile home là một cái nhà, gọi là cái nhà lưu động, cái nhà di động. Là mình thuê một cái miếng đất trong một cái khu đất của người ta, xong rồi mình mua cái nhà, mình chở tới, mình đặt cái nhà lên cái miếng đất đó. Hàng tháng mình phải trả tiền thuê cái miếng đất đó để đặt cái nhà của mình lên. Nó là như vậy. Và một căn nhà mobile home hiện tại tại San Jose thì nó có giá tương tự khoảng 350.000, cũng có 200.000, cũng có 450.000 đô, cũng có. Và cái việc mình đi mua căn nhà từ 200.000 cho đến 450.000 đô, cái khu nhà, một cái căn nhà mobile home như vậy, mình phải trả tiền cho cái người bán. Thì thường thường hiện tại bây giờ cái người bán là cái người chủ đất luôn. Người ta build một cái miếng đất đó, người ta có miếng đất đó, người ta mua một cái căn nhà khác, người ta thuê chiếc xe, người ta kéo cái nhà đến. Cái nhà nó được lắp ráp sẵn rồi các bạn, nó giống như là người ta chở thuê 4 chiếc xe lớn, 3 xe lớn. Người ta chở 3 cái phòng. Người ta tới đó người ta ghép lại thành một căn nhà. Đó là cái nhà dạng như là nhà mà nhà mua nhà lắp ráp sẵn các bạn, rồi bỏ trên cái xe chở tới đó rồi đặt xuống miếng đất đó thì người ta sẽ bán cho mình. Là một cái khu nhà mobile home nha cả nhà. Nhà này là được xe, người ta gọi là được xe kéo tới chứ không phải là được xây dựng tại chỗ. Người ta xây dựng chỗ khác, người ta lắp ráp chỗ khác xong rồi được xe kéo tới, và nó có mấy cái bánh xe ở dưới đó các bạn. Mình đang ở giống như một cái nhà sàn vậy đó mấy bạn. Và nó cái bựng ở dưới thì nó sẽ có một cái bánh xe rất là cao như là bánh xe ô tô vậy đó, nhưng mà người ta lấy cái gỗ người ta lắp, người ta che cái bánh nó lại đi. Và mình ở trên một cái nhà sàn giống như vậy, mình phải có cái lối cầu thang đi lên đó các bạn. Hiện tại cái căn mà Tuyết đang coi là người ta đang bán với giá 350.000 đô. Và ngoài cái tiền mà 350.000 đô mình mua, mình phải trả tiền, mình đi vay ngân hàng, mình phải trả tiền cái căn nhà 350.000 đô đó. Thì mình trả bằng cách nào không biết, trả một lần, trả bằng tiền mặt, trả bằng vay ngân hàng gì không biết. Cái tiền đó mình bỏ qua một bên. Rồi bây giờ cái tiền hàng tháng này, cái miếng đất để mà để cái căn nhà đó lên, thì bạn phải trả tiền, bạn thuê cái miếng đất để cái căn nhà đó. Và mỗi tháng cái căn nhà đó đang mỗi tháng phải, hai cô chú này đang về hưu, mỗi tháng trả tiền thuê đất để đặt cái căn nhà của chính mình lên. Căn nhà đã mình đã mua xong rồi các bạn, nhưng mà mình không có chỗ để, mình thuê cái miếng đất mình để lên nó. Đó là mình trả tiền thuê đất hàng tháng. Cô chú retire thì trả cái tiền thuê đất cho căn nhà đó khoảng 1.200 đô một tháng cho hai người, và điện nước luôn khoảng 200 đô nữa, là khoảng 1.400 đô chi phí cho hai vợ chồng. Và cô chú đang ở trong một cái khu nhà mobile home, đó là nhà chỉ dành cho 18 tuổi trở lên, không có trẻ con, chỉ dành cho những người lớn tuổi và những người retire. Chính vì vậy nên Tuyết rất là thích cái khu nhà đó. Đi hay đi vô đó, đi tập thể dục, nghĩa những người retire người ta có thời gian các bạn, người ta trồng cây kiểng hoa lá hẹ, người ta chăm sóc rất là kỹ, và cái khu đó rất là đẹp. Và mình xin phép tắt cái volume nói chuyện, cuộc nói chuyện của mình với chú đi, để mình quay cho các bạn coi căn nhà. Đây là một căn nhà mobile home. Đây là nguyên một cái khu này chỉ dành cho những người retire thôi nha cả nhà. Thì căn cái khu nhà này có một căn đang bán với giá là 339.000 đô một căn. Người ta build thành rất là nhiều phòng ở bên ngoài, thì chở tới đây là ráp lại thôi, có bánh xe đẩy vô rồi ráp lại thôi. Khi mà nhà cũ quá thì mình sẽ thuê cái xe này kéo đi dục á các bạn. Mình mua xong rồi vài năm, mà mấy chục năm mà cũ á, là mình thuê mình kéo mình đi dục á nha. Giờ trả tiền dục cái nhà mấy bạn, tốn tiền thuê chiếc xe chở căn nhà đi dục, nhưng mà căn nhà này nó cũng có giá trị lâu năm lắm cả nhà.
Và theo lời chú á, thì căn nhà đó được kéo đến, dùng cái xe kéo kéo đến và đặt ở cái vị trí đó cách nay đã 60 năm rồi. Mình cái nhà đó kéo đến năm 1964. Và đến năm 2008 thì cô chú đến đó mua và về đó ở đến tận bây giờ là 16 năm. Và lúc chú mua 16 năm trước, chú mua căn nhà đó là 92.000 đô. 92.000 đô mà nó nhân với tỷ giá 25.000 đồng tiền Việt Nam thì nó tương đương với khoảng 2 tỷ 3 tiền Việt Nam nha các bạn. Và mỗi tháng, 16 năm trước, mỗi tháng chú đóng cái tiền thuê đất để đặt cái căn nhà đó lên thì mỗi tháng chú đóng tiền thuê đất là 730 đô cho một căn nhà, nguyên căn nhà. Và bây giờ cái giá trị căn nhà đó tương đương khoảng 350.000 đô. Và 350.000 đô thì nhân với tỷ giá thì nó tương đương với khoảng 8 tỷ 750 triệu đồng tiền Việt Nam. Và mỗi tháng cô chú đóng tiền thuê cái miếng đất để đặt căn nhà đó lên, cái tiền thuê đất nó tăng lên hàng năm, mỗi năm là chú nói là 3% một căn, là bây giờ là cô chú đóng mỗi tháng 1.200 đô tiền thuê đất cộng với tiền điện nước luôn là 1.400 đô thì nó tương đương với khoảng 35 triệu đồng tiền Việt Nam ở cái tuổi retire, tiền ở cái tuổi về hưu. Và để xem cái lương hưu của cô chú hiện tại là bao nhiêu nha cả nhà. Và chú nói là năm vừa rồi á, năm 2023 giai đoạn các bạn có cái lúc có cái giai đoạn là họ tính cái thuế tiền nhà, cái thuế tiền cái tiền mà thuê đất á, họ tính sao mà lên tới 1.800 một tháng lần đó. Nhưng mà sau đó thì họ đó có giảm lại và bây giờ là chỉ còn 1.400 thôi, 1.400 là bao gồm điện nước luôn. Và mấy chục năm trước thì chú cũng qua Mỹ và chú đã trải qua 40 mấy năm đi làm hãng và đóng thuế. Thì chú nói rằng chú đã trải qua khoảng 30 công ty và chú đã từng làm cho phòng thí nghiệm cho công ty Intel. Tại vì trước khi qua chú ở Việt Nam, chú cũng làm phòng thí nghiệm bên Việt Nam đó các bạn. Thì sau đó qua đây chú đi học và chú lấy cái license, cái giấy để hành nghề làm trong phòng thí nghiệm. Và khi mà chú có license để được làm trong phòng thí nghiệm thì một số công ty trả lương cho chú rất là cao. Và mặc dù công ty đó rất nhiều công ty lớn người ta bán đi nhưng mà tao vẫn giữ chú lại. Thì chính vì vậy nên cái thu nhập của chú rất là cao. Và sau này chú cho vợ chú xin cho vợ chú vô trong đó làm thì vợ chú cũng làm trong phòng thí nghiệm luôn, nhưng mà vợ chú chưa có cái license, chưa có cái giấy gọi là cái giấy chứng nhận để mà học qua cái làm phòng thí nghiệm đó các bạn, nên lương của cô cũng thấp hơn một chút xíu. Tuy nhiên rằng sau 30 năm, sau 30 hãng và 40 năm làm hãng của chú và 20 mấy năm làm hãng của cô thì hiện tại lương hưu của chú chia sẻ với mình á, lương hưu của chú được khoảng 3.300 đô một tháng. Của chú lương hưu được khoảng 3.300 đô một tháng. Là chú bây giờ chú retire cũng được 16 năm này cả nhà, nhưng mà chú chỉ mới chính thức nghỉ ở nhà có 8 năm nay thôi. Tại vì 8 năm trước khi mà đủ tuổi retire thì chú vẫn phải đi làm, cố gắng chú ở nhà chú buồn, chú đi làm thêm. Sau khi đủ tuổi retire thì chú đi làm thêm 8 năm nữa. Một phần là ở nhà buồn, một phần là công việc cũng không có mệt, làm cho chú cũng đủ sức khỏe để đi làm. Và một phần nữa thì hãng nó cũng welcome chú ở lại. Và cái lý do để đi làm nữa là chú đi làm với cô, nên chú ở nhà buồn nên chú đi làm chung với cô cho hai vợ chồng có bầu bạn sớm hơn. Và bây giờ sau khi cái thời gian mà cô làm hãng được hăm mấy năm thôi thì cô, nếu như mà cô đã đủ cái tuổi retire là 66 tuổi á, đủ cái tuổi retire thì lương hưu của cô thì được khoảng 1.500 nếu mà đủ tuổi retire. Nhưng mà trong trường hợp này cô retire sớm, cô về hưu sớm thì chỉ còn hưởng khoảng 75% của cái tiền về hưu thôi. Là hiện tại bây giờ lương hưu của cô là 1.100 và lương hưu của chú là hơn 3.000. Và chú chia sẻ cái lương hưu á, mà 3.300 đô của chú hàng tháng á, là đã được trừ 175 đô, 170 mấy đô tiền bảo hiểm sức khỏe rồi đó các bạn. Là chú nhận về khoảng 3.300, con số mình làm tròn là 3.300 mà đã được trừ 170 mấy đô tiền bảo hiểm sức khỏe riêng cho chú rồi.
Và cô thì cô nhận về 1.100 đô thì cũng đã trừ cái tiền bảo hiểm sức khỏe của cô rồi, một tháng đóng 170 mấy đô tiền bảo hiểm sức khỏe các bạn. Để mình có bệnh hoạn mình đi khám thì mình có cái thẻ đi khám bệnh thì nó đỡ có tốn tiền. Và cô chú cộng lại là mỗi tháng cô chú nhận được 4.400, và cô chú phải trả tiền thuê cái miếng đất để đặt cái căn nhà của mình lên hàng tháng, cộng với tiền điện nước là 1.400 nữa, là còn có cô chú còn được 3.000. Và sau khi mình trừ cái tiền thuê miếng đất đặt cái nhà lên là mình còn khoảng 3.000, chú còn khoảng 3.000 ha. 3.000 thì mình trừ tiền ăn cho hai người ra, hai tiền ăn hai người mình tạm tính là khoảng 800 đô đi mấy bạn, chịu khó nấu ăn đi thì mình sẽ tiết kiệm được. Tiền bảo hiểm thì hai chiếc xe cô chú vẫn đi hai chiếc xe. Thì mỗi năm bảo hiểm mỗi năm phải trả một ngày khoảng 1.500 đô, mình nói tùy xe nha, có xe mắc hơn có xe rẻ hơn. Mỗi năm một chiếc xe khoảng 1.500 và hai xe 3.000, mình chia cho 12 tháng trả tiền bảo hiểm xe là 250 đô. Tiền phone cho hai cái phone mình không tính internet đi, không tính hai cái phone này, mỗi tháng cô chú trả tiền điện thoại khoảng 50 đô. Tiền giặt đồ thì nhà mình có máy giặt rồi, mình trả tiền xà bông, mua tiền xà bông giặt đồ thôi 15 đô thôi. Tiền xăng thì hai cô chú cũng hồi rì hưu rồi, đi có ít có đi nhiều thì mình tính mỗi xe khoảng 200 đô, thì hai xe mỗi tháng cô chú tốn 400 đô. Tiền sticker đăng ký cái phí đường bộ để xe chạy các bạn, thì một tháng hôm bữa mình tính mấy clip khác á, bình quân một tháng khoảng 20 đô cho một xe, thì hai xe mình nên là 40 đô một tháng. Ok, cộng mấy cái chi phí này lại là 1.500 đô. Thì thế thì cô chú còn 3.000 mà trừ ra 1.500 đô và cô chú vẫn còn dư 1.500 đô. Dạ vâng, đó là một cái bức tranh về hưu với những chi phí và thu nhập của một người về hưu ở Mỹ. Và đó là cái mức sống của thành phố San Jose phía Bắc Cali. Và mình chia sẻ như vậy, Tuyết tìm hiểu như vậy, Tuyết đi tìm hiểu như vậy để Tuyết hiểu rằng cái bức tranh của Tuyết trong tương lai nó sẽ như thế nào. Và việc mà chú nhận được lương hưu với cái mức mà khá cao là khoảng 3.000 mấy như vậy cũng là một cái quá trình 40 năm đi làm hãng của chú. Thì tụi mình đi qua đây là những cái người lỡ thời, thì mình có khoảng 20 năm để mình đi làm, mình đóng thuế cho nhà nước. Thì với 20 năm đóng thuế thì sau này tới cái tuổi rì hưu thì mình nghĩ rằng cái lương hưu của mình nó tương đương chắc cũng khoảng 1.500 cho đến 1.800 đô một tháng đó các bạn. Và ở Mỹ thì theo Tuyết biết thì mình có cái quy định, nếu như là tiền cái sao mà cái tuổi bạn về hưu á, mà mình không cái lương hưu của mình tính ra nó thấp á, thì các bạn có thể chọn cái tiền gọi là cái tiền già. Nó tùy theo người, tiền già thì có người Tuyết thấy nhận được 800, 900, có người nhận được 1.000 một tháng. Nhưng mà cái tiền già thì người ta không có cho mình đi qua khỏi nước, đi ra khỏi nước Mỹ, không có cho mình đi về Việt Nam quá 28 ngày hay 30 ngày vậy đó cả nhà. Còn cái tiền retire thì mình sau này á, mà mình thấy áp lực cái chi phí tiền thuê nhà, tiền thuê đất ở đây nhiều quá thì mình có thể về Việt Nam mình ở. Mình cái tiền retire thì mình về Việt Nam mình ở trên 30 ngày thì tiền retire, cái tiền hưu nó vẫn gửi về Việt Nam cho mình thôi. Và cái bức tranh retire trong tương lai của Tuyết là Tuyết sẽ đi làm, Tuyết đóng thuế khoảng hai mươi mấy 30 năm thì lúc đó mình về hưu rồi. Thì mình kế hoạch á, mình theo cái câu bức tranh của chú á, thì mình kế hoạch mình sẽ nhận được tiền lương hưu nếu mà mình đóng thuế xuyên suốt khoảng hăm mấy 30 năm á, thì tới lúc mình về hưu á, mình có thể mình nhận được khoảng 1.800 đô một tháng. Và quý vị biết mà ở bên Mỹ á, mà mình ở bất kể cái nhà nào đi nữa thì hàng tháng mình cũng phải trả tiền nhà. Mình có một cái căn nhà single home như thế này. Đó, mình có một cái căn nhà single home như thế. Đây là người ta kêu nhà single Nó được home đó gọi là nhà single home hoặc là nhà house. bạn. Thì mỗi một năm cái căn nhà đó đóng thuế là 15.000 đô. Cho nguyên căn nhà đó thuế nhà 15.000 đô nguyên năm. Là coi như là một năm mình đóng khoảng một tháng mình đóng khoảng 1.100 tiền thuế. 1.100 đô tiền thuế. Còn nếu như mình có cái nhà giống như cái nhà mobile home của chú nha, cô chú hồi nãy, thì một tháng mình cũng đóng hết 1.200 đô.
Còn không ấy là mình phải thuê cái phòng mình ở, và cái phòng đó cho một người đi là tạm tính cũng khoảng lúc đó là khoảng 700-800 đô một tháng. Thì còn 2 phần 3 còn lại thì mình phải đăng ký bảo hiểm xe, rồi phải trả sticker xe, rồi phải ăn uống. Nói chung là hơi thắt lưng buộc bận tí xíu. Thành ra bây giờ rất là nhiều người, người ta làm hãng, người ta có kế hoạch 401k, là người ta bỏ vô trong cái quỹ hưu trí đó cả nhà. Thật mà cái đó chỉ đi làm hãng mới có thôi các bạn. Người ta có nghĩa là người ta lãnh lương xong cái phần tiền còn dư á, người ta sẽ bỏ vô trong đó khoảng vài phần trăm, mấy phần trăm đó mỗi tháng người ta bỏ vô đều để đến lúc retire mà người ta lại tới lúc lãnh lương hưu á, mà người ta có thiếu thì người ta rút ra, người ta xài dần. Mà nói đi làm hãng mới có 401k, nhưng mà phải nói rõ là làm hãng mà khi nào được công ty cho vô permanent, khi nào mà mình đi làm hãng mà được công ty cho vô chính thức á, thì mình mới được tham gia cái quỹ hưu trí đó các bạn. Như thời gian vừa qua Thiết làm hãng thì một số anh chị lớn tuổi, như là 50 tuổi, bốn mấy 50 tuổi, 60 tuổi đó các bạn, có một số hãng cho làm 5 năm, 2 năm, 1 năm, người ta vẫn chưa có cho cái người nhân viên đó vô làm chính thức luôn cả nhà, thì người ta không thể tham gia được cái quỹ bảo hiểm hưu trí để người ta dành dụm như vậy. Và những người mà người ta làm một thời gian dài mà không cho người ta vô được cái chính thức đó các bạn, thì công ty mà tới ngày lễ nghỉ á, cho người ta nghỉ nhà. Những người mà được vô chính thức nghỉ nhà có lương, còn những người mà không làm chính thức á, làm tạm thời á, nghỉ nhà lễ lộc rồi cuối tuần rồi nghỉ nhà đâu có lương đâu các bạn. Một năm đâu có ngày phép, đâu có ngày gì đâu. Và tôi biết một câu chuyện nữa là một cô 72 tuổi nhưng mà vẫn còn đi làm nail, vẫn còn đi cầm nail để kiếm tiền. Và bây giờ cô đã 75 tuổi, cô vẫn còn đi làm nail. Tại vì cô nói rằng cô hối hận là hồi xưa cô đã đi làm mà không có khai thuế đầy đủ. Cô chỉ khai thuế có một nửa thôi, thì dẫn đến bây giờ là cô không có con. Thì khi mà không có con thì về hưu mình ở đây đâu có, mình cô có chồng nhưng mà cô không có con. Thì khi mà không có con mình ở đây đâu có ai chăm sóc đâu cả nhà, và người nhà của cô bên Việt Nam rất là nhiều. Thành ra kế hoạch của cô là sẽ về Việt Nam, khi về hưu sẽ về Việt Nam. Nhưng mà cô đã không có khai thuế đầy đủ, thành ra bây giờ cô chỉ có 500 đô một tháng, thì không đủ để cho cô sống, bắt buộc cô phải đi làm thêm. Và cô đi làm thêm, cô khai thuế tất cả những gì cô làm được để cô bổ sung vào cái tiền lương hưu cho nó cao lên chút xíu nữa, để khi mà đủ cô nghỉ, cô sẽ về Việt Nam cô ở bằng cái tiền lương hưu đó. Tại vì nếu như mà cô ở ở đây thì cô sẽ có hơn 500 đô một tháng, tại vì cô sẽ xin được cái tiền già. Cái tiền già là khoảng 1.000 đô một tháng, 900 đô hoặc 1.000 đô một tháng cả nhà. Nhưng mà nếu với 900 đô, 1.000 đô một tháng mà cô không có con ở đây thì buộc cô phải, chồng khăn này chồng cô mất rồi, thì cô buộc phải cô thuê cái phòng cô ở, thì cô sẽ phải xin thêm tiền trợ cấp của chính phủ, mà lúc đó thì cũng không có ai lo cho cô hết. Ok, đó là một cái bức tranh về già. Cái tiền retire mà cuối năm mình cộng lại mà dưới cái mức quy định thì mình vẫn xin được trợ cấp từ chính phủ. Tuy nhiên rằng nó có trợ cấp đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là cái mức minimum để cho mình đủ thở thôi. Thì mình muốn dư thêm, mình muốn sống thoải mái, hay mình muốn cái tương lai của mình như thế nào thì mình phải tiết kiệm ngay từ bây giờ và phải tính ngay từ bây giờ. Bởi vậy á, ở bên đây á, người Mỹ người ta sống rất là có kế hoạch. Người ta sống rất là có kế hoạch, người ta lập cái ngân sách, tiền nào ra tiền đó, tiền chi tiêu ra tiền chi tiêu, tiền lương hưu ra tiền lương hưu, tiền thuế ra tiền thuế, tiền nhà ra tiền nhà. Người ta lãnh lương ra, người ta đã có một cái bản đồ chi tiêu của cái tháng đó rồi. Dạ vâng, một chia sẻ ngắn, một cái bức tranh về cuộc sống retire của thành phố San Jose phía Bắc Cali. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của Tuyết. Mình là Tuyết USA Cuộc Sống Mỹ, nơi Tuyết sống là thành phố San Jose phía Bắc Cali.